tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ mùng 1 tháng 7 2022. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đối tượng áp dụng gồm 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động. 2. Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ quan tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. 3. Các cơ quan tổ chức cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại nghị định này. Về mức lương tối thiểu tháng, nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng tăng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ và vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động. Nghị định trên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, 2022.